IDF tuyên bố tiêu diệt chỉ huy hải quân Hamas trong cuộc không kích ở Gaza. Vào khuya ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 11, theo giờ Israel, lực lượng IDF cho biết đã thành công tiêu diệt được một lãnh đạo hải quân quan trọng của Hamas tại dải Gaza. Sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của lực lượng IDF cùng cơ quan tình báo nội địa Shin Bet đã giúp Israel tiêu diệt được lãnh đạo Omar Abu Shala, một chỉ huy của Hamas thuộc lực lượng hải quân đóng đô ở Khan Yunis. Trong thông báo của mình về cuộc tấn công, quân đội Israel nói chiến dịch ám sát lãnh đạo Abu Shala đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo của hải quân, cơ quan tình báo Shin Bet cùng chi nhánh tình báo quân sự nội địa IDF là Aman. Omar Abu Shala được IDF xác định là một lãnh đạo cấp cao của lực lượng hải quân Hamas, đã tham gia chiến đấu chống Israel ngay từ những ngày đầu cuộc giao tranh, cũng như đã chỉ huy các cuộc tấn công vào hải quân Israel, nhưng đã bị lực lượng này thành công ngăn chặn.